Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam xin chào tất cả các bác nhá. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam quay trở lại các bác trong một buổi chiều. Bên ngoài thì hơi mưa gió một chút để giới thiệu, này không phải clip để giới thiệu sản phẩm nữa mà là một clip thanh lý các mặt hàng ở đây. Thì bao gồm có là có súp này, bàn mixer dành cho anh em sự kiện này, đấy, vang này, lọc này, lọc chính hãng của DBX nhá, 3 sao chứ các bác cần này, mic này, đấy. Hay là đẩy này, quản lý nguồn này, nâng và loa B1B chính hãng để giới thiệu đến các bác. Và trước khi đi vào clip thanh lý của ngày hôm nay thì em có đôi điều muốn nói với các bác, đó là những mặt hàng thanh lý ở đây đấy thì em đã đều đánh số này thứ tự đấy. Khi các bác gọi điện đến bên em chỉ cần gọi số hotline thôi, hay là gọi bất kỳ số mà em sẽ để ở trên phần mô tả nhé. Các bác chú ý giúp em nhé, đây là ở trong cơ sở miền Nam nhé, hàng thanh lý ở tại cơ sở miền Nam, và các bác phải đọc đúng cái số hotline ở trong cơ sở miền Nam nhé. Và cái này không liên quan đối với những mặt hàng thanh lý thì là ở cơ sở nào sẽ biết cơ sở đấy thôi nhé các bác nhé. Chớ các bác gọi ra Bắc thì anh em ở ngoài Bắc không biết được đâu. Và cái thứ hai đó là những dòng sản phẩm ở đây thì ở trong cơ sở miền Nam này thì các bác lấy thì các bác vui lòng đặt cọc trước giúp em khoảng 200.000 đồng nhé, đối với những sản phẩm nhẹ như là đẩy, như là vang, mic hay là quản lý nguồn hay là lọc, là những sản phẩm nhẹ thì các bác đặt cọc trước cho em khoảng 200.000. Và đối với những mặt hàng nặng như là súp này, đẩy này, loa này thì các bác đặt cọc trước cho em khoảng 300.000 trở lên nhé, 300.000 trở lên. Và đối với những mặt hàng nặng đấy thì em sẽ ưu tiên những các bác khách hàng qua cơ sở tại miền Nam nhé các bác nhé, qua cơ sở miền Nam đấy, em sẽ ưu tiên các bác. Và không dài dòng nữa thì bây giờ em xin phép được đi vào clip ngày hôm nay. Là đầu tiên đó là một chiếc vang số Liker, cái này gọi là số Liker cho các bác nhé, tại vì nó có một cái cổng USB này, đấy, USB đây để chuyên căn xịn vào máy tính này. Con vang này thì nó ngang với phiên bản là MB2008 anh em đang bán. Con này thì bác mua đến khoảng 2.8 triệu, là 2.8 triệu là mua mới các bác nhé. Con này mua mới là 2.8 triệu đấy. Đấy là chú ở dưới Củ Chi chú chia sẻ là vậy. Chiếc vang này Orit A11 này, các bác có thể căn chỉnh nhạc này và mic thì hoàn toàn bằng chỉ cần một cái tu vít thôi. Đấy, có thể căn chỉnh được cả bằng máy tính, căn chỉnh được cả bằng cơ, bằng tay nữa, chỉnh cái phần eco reverb riêng biệt nhé, các bác có thể chỉnh được hết. Đấy, con này đầy đủ cổng quang Bluetooth hay là cổng AUX đầy đủ hết nhé. Đấy, đấy các bác nhìn này, nó sử dụng là 4 đường vào là MLMR center và cổng súp này, Ovico này, đấy, nút nguồn này nằm ở đằng sau này. Và cổng đường out thì vẫn có một đường hoa sen nữa dành cho các bác khi dùng này, MLMR hay là center nhé. Và một cổng nữa là BMG AUX, đấy, phần input vào đây. Rất nhiều nhá, cái này thì nó có cái phần Bluetooth nằm ở phía bên trong các bác nhé. Và chiếc vang số 1 này, Orit A11 này, em sẽ thanh lý với giá là 1.200.000 đồng nhé các bác nhé. Chiếc số 1 này, Orit A11, 1.200.000 đồng nhé, chiếc số 1 này. Rồi, bây giờ đến chiếc số 2, đó là một chiếc vang bãi của CB Acoustic nhé, của CB Acoustic. Con này là con D6, CB Acoustic D6 nha các bác nhé. Dòng này thì thuộc cái dòng đời vang số cao nhé. Hiện tại vang số bãi này thì bên anh em đang bán ở ngoài rơi khoảng hơn 4 triệu nhé, hơn 4 triệu. Đấy, thì em có theo dõi trên đấy nó có hiển thị một vài hình lớn này. Các bác có thể chỉnh hoàn toàn bằng tay được này. Đó. Và có thể có những cái giải đèn này đây, nhấp nháy này, rất là đẹp nha các bác nhé, rất là đẹp. Đây, cả phần USB và máy tính ở đây các bác có thể căn chỉnh vào máy tính nữa này. Còn phần đằng sau đây các bác nhìn này, nó sử dụng là 6 đường cổng vào. 6 đường cổng vào là súp này, center này, SRL và RL. Đấy, và có cổng vào như là VOD và DVD. Đấy. Và một đường cổng quang nữa, digital input ở đây. Đường cổng quang này. Con này thì có sử dụng là 3 cổng mic nhé, 3 cổng mic là 6 mic 1, mic 2, mic 3 này. Đấy, đường căn chỉnh máy tính nữa, có cả đường RS232 đằng trước và đằng sau đều có một chiếc quạt tản nhiệt này, quạt gió này.
Đối với dòng vang này thì các bác chắc cũng chả lạ lẫm gì cái dòng này nữa. Thì anh em bán ở ngoài giá là khoảng hơn 4 triệu. Thì hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh thâu lại được các bác, gọi là giá thơm cho các bác nhé. Đấy là cho những anh em thợ hay là những anh em hay là các bác đang cần. Thì con này em sẽ thanh lý với giá là chiếc số 2 này thanh lý với giá là 1.700.000 đồng nhé các bác nhé. 1.700.000 đồng nhá. Đấy. 1.700.000 đồng, giá rất là hời. Vang CB D6 nhá. D6 này. Nhìn là biết. Chiếc số 2 này 1.700.000 đồng. Rồi, xong hai chiếc. Bây giờ là đến hai chiếc này là ở bên cửa hàng em nhé. Bên cửa hàng em là mẫu vang, con này là mẫu số 5 này và mẫu số 6 nha các bác nhé. Mẫu số 5 và mẫu số 6. Đấy. Vang này vang MB Audio M2008. Thì con này thì bên cửa hàng Hiếu Minh sẽ thanh lý với các giác bác. Cái dòng này thì bên em bán nhiều. Đấy. Dòng này bên em bán nhiều. Đấy, con này con số Leica MBM2008 này. Đầy đủ các cổng chế độ như cổng quang và Bluetooth AUX này, vẫn còn rất mới nhá, vẫn còn nguyên linh lông này. Này các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn rất mới này. Hàng chính hãng của MB Audio. Con này các bác có thể chỉnh mic này hay là chỉnh nhạc hoàn toàn bằng chỉ cần tô vít này. Echo reverb hay là echo trên này nữa. Đó. Bác chỉnh được bằng tay đấy nhá. Cổng đằng sau ấy thì đây, đằng sau này nó sử dụng 4 cổng nhá các bác nhá, 4 đường như là MR ML center cổng sub này. Đấy, và BMG AUX phần output của MR ML cổng sub này. Đây, cổng quang này, Bluetooth thì nó nằm ở bên trong nhá. Con này thì nó đang ở một trong cái tình trạng đó là nó bị gọi là gì nhỉ? Khi các bác nghe nhạc ấy thì nó xuất hiện vẫn ra được tiếng sub, còn khi các bác mà dùng để hát karaoke đấy thì cái tiếng sub nó sẽ bị xung đột một chút, nó sẽ bị tắt đi cái tiếng sub. Đấy, ở hai con này nó đang bị tình trạng như thế. Thì em sẽ thanh lý rẻ cho các bác thôi. Nói thật với các bác là vậy. Còn bình thường bên cửa hàng em đang bán thì giá là rất là tốt. Con này thì chiếc số 5 và chiếc số 6 này thì em sẽ thanh lý với giá là 1.400.000 đồng nha các bác nhá. 1.400.000 đồng, đầy đủ hộp, vẫn bảo hành 3 tháng cho các bác. Thứ hai là khi nó bị xung đột cái phần bên trong thôi. Đấy, xung đột bên trong, tức là khi các bác nghe nhạc vẫn là bình thường, nghe nhạc nó vẫn có tiếng súp. Còn khi các bác bật mic lên, chỉ cần các bác bật mic lên thì cái tiếng súp nó sẽ bị ngắt đi thôi, ngắt đi và nó sẽ không có tiếng súp nhá. Đấy, thì em sẽ nêu tình trạng như thế để bán rẻ cho các bác cái dòng này MB 2008 số 5 và số 6. Thì em sẽ thanh lý với giá là 1.400.000 đồng. Đấy, mỗi chiếc nhá. Đây, dành cho anh em săn hàng. Có như nào em bán như vậy, mà hiện tại tình trạng lỗi như thế nào thì em cũng nói với các bác, chia sẻ với các bác là vậy, để cho các bác dùng để tránh trường hợp thì các bác dùng để băn khoăn hay là thắc mắc nhé. 1.400.000 đồng MBM 2008, hai chiếc đấy, cả hai con nó đều bị tình trạng chung như vậy các bác. Còn dùng những dòng vang này rất là hay rồi các bác ạ, rất là hay. Số 5 số 6 này đấy, chính hãng của MB Audio 2008. Rồi, đây là xong phần vang nhá. Bây giờ đến phần là lọc xì. Thì ở đây thì em có hai chiếc lọc xì. Thì em sẽ thanh lý cho các bác. Bình thường bên cửa hàng đang bán với giá là 2.800.000 nhá. Thì còn khoảng hai chiếc này thì cái hộp nó hơi bị hỏng một chút thôi. Còn một chiếc này nó bị mất hộp. Đấy, một chiếc bị mất hộp, một chiếc thì hộp nó hơi bị hỏng một chút. Thì cái chiếc lọc xì Pro L này, chiếc số 3 này và chiếc số 4. Chiếc số 3 và chiếc số 4 này. Đấy nhá, lọc xì Pro L số 3 và số 4 em sẽ thanh lý chung với các bác với giá là 1.700.000 đồng nhá. Đấy, rất là đẹp. Con này size 3U nha các bác nhá, size 3U. Đấy. Ui dồi ôi, nặng quá. Size 3U. Đường vào đây. Các nhìn nhá. Chiếc số 3 và chiếc số 4 này em có thanh lý 1.700.000 đồng với giá là 1.700.000 đồng. Đấy, cho anh em và các bác đang cần tham khảo hay là cần săn những mặt hàng mà giá tốt. Đấy, các bác có thể tham khảo những cái dòng mã này. 1.700.000 đồng. Lọc Pro L.
1.700.000 đồng nha các bác nhé. Chiếc số 3 và chiếc số 4 này 1.700.000 đồng. Các bác dùng chiếc lọc này để chỉnh nhạc này, hay là chỉnh những cái giải chi tiết, nghe nó rất là tí tách và hay nha các bác nhé. Đấy, cái dòng này đấy, còn rất là đẹp. Đối với dòng này em sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Riêng đối với chiếc lọc Proel này mới như này, em vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Chiếc số 3 này giá là 1.700.000 đồng nhé. Số 3 và số 4 lọc. Và tiếp tục ở đây là một chiếc lọc DVX 231 hàng Trung Quốc. DVX 231 đây. Size 2U nha các bác nhé. Chiếc số 7. Chiếc này là chiếc số 7 nha các bác nhé. Đấy. Và đằng sau đây. Đây. Các bác nhìn thấy chưa? Em quay rất là kỹ càng cho các bác này. Giá rất là rẻ dành cho anh em mà các bác đang săn. Chiếc số 7 này em sẽ thanh lý với giá là 500.000 đồng nha các bác nhé. 500.000 đồng. Chiếc số 7 500.000 đồng. Rất là rẻ. 500.000 đồng. Mặt đằng trước vẫn còn rất đẹp nhé. 500.000 đồng chiếc số 7. Và tiếp theo là một chiếc lọc chính hãng của DBX. Con này là do của 3 sao nha các bác nhé. Của 3 sao. Đây vẫn còn nguyên hộp này, các bác nhìn thấy chưa? Đây, ngày xưa là của anh khách, của anh tên là anh Hải. Đây, ngày xưa đây, vẫn còn nguyên giấy nhá. Anh ấy mua với giá là 4.600.000 đồng các bác ạ. Ngày xưa anh ấy mua. Đấy. Bây giờ cũng có thể quay là hàng bãi. Đây, có một nguyên giấy tờ này. Đây, nguyên này, sách này. Đây, tem bảo hành của 3 sao vẫn còn nguyên. Anh Hải anh giữ đồ rất là tốt các bác ạ. Từ đồ rất là tốt nhé. Lọc 3 sao này, chính hãng của 3 sao. Đây. Con này bỏ anh cái xốp này ra với. Một tay vừa làm rất khó. Đây các bác nhìn nhá, tình trạng của con lọc này. Con này lọc. Lọc này là số mấy đây? Số 15 à? Chiếc này là số 15 nha các bác nhé. Số 15. Đây. Mặt đằng trước này. DBX 231S. Đấy, mặt đằng này. Chính hãng này. Con này sử dụng ở trong là mạch ghim nha các bác nhé. Đấy, linh kiện ghim. Đấy. Con này em đã kiểm tra rồi, dùng rất là ok. Chính hãng của DBX, hàng 3 sao. Đây vẫn còn nguyên tem nhá. Nguyên tem của 3 sao này. Mà nhìn chưa? Em còn chưa mở tem nhé. Nguyên tem này. Chưa? Đấy. Nguyên tem của 3 sao nhé. Nhưng mà đằng sau đây, đường vào này, input thì các bác có thể sử dụng là hai đường, đó là sử dụng bằng cổng Canon hay là bằng jack 6 ly đều được nhé. Đây, nguyên tem 3 sao này. Chưa. Đấy. Đây, mã ở dưới này. Chiếc lọc số 15 này, DBX 231S này em sẽ thanh lý với giá là 2 triệu đồng nha các bác nhé. 2 triệu đồng chiếc số 15 này, DBX 231S, hàng rất là cao cấp, vẫn còn nguyên tem giấy tờ đầy đủ hết cho các bác khi dùng nhé. Số 15. Rồi, đấy là xong lọc và vang. Thì bây giờ đến tiếp theo là mic. Một clip hơi dài. Bây giờ đến bộ mic nhá. Bộ mic này là bộ mic Vina KTV. KTV. Đấy. Đây, S600 XMAX. Con này dành cho các bác dùng trong gia đình hay là show sự kiện nhỏ đều rất là ok nhá. Mở anh cái bộ mic em ơi. Tay vẫn còn rất đẹp nhá. Các bác nhìn này. Tay vẫn rất đẹp này. Mở anh đây. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Tem này, nguyên tem này. Rất là mới, anh mua được khoảng 6 tháng thì phải. Đấy, anh chia sẻ để lấy lên bộ mic 750 Plus bên em. À 2 năm, bị mất. 2 năm. 2 năm mà giữ được còn như mới này. Các bác nhìn thấy chưa? Như mới luôn nhá. Vina KTV các bác có thể lên YouTube tra anh em đang bán bao nhiêu thì các bác biết giá ngay. Đấy. Em bán rất là rẻ cho các bác. Này. Tiện trạng của hai tay mic này. Đầu thu cũng thế, rất còn mới này. Giữ đồ rất là tốt nhá. Đây mặt trước này. Sau đây
Đấy, chiếc này chiếc số 8. Mic Pinacate V. Ốc này hơi hàn tí không sao đâu các bác ạ. Này em kiểm tra rồi, dùng ok. Chiếc số 18 này. Chiếc số 8 này em sẽ thanh lý với giá là 1.200.000 đồng nhé các bác nhé. 1.200.000 đồng. Mic Pinacate V S600 X Max. Đấy. S600 X Max. Dùng gia đình hay sự kiện nhỏ rất là ok. Tiếng của này nó rất là dày nhé, dày dặn và bay tiếng. Này em đã thử. Đây. Rất là đẹp, mặt phải nhôm màu vàng như mới. Chiếc số 8 này 1.200.000 đồng. Rồi. Tiếp theo là một bộ mic của BBS nha các bác nhá. Con này có mã là mic B, chiếc số 9 này, mic BBS U1600. Màu anh này mới. Đây tay mic của anh khách anh giữ rất đẹp nhá. Con này thì các bác dùng, con này nó ngang bay ơ đấy. Con này để các bác dùng sự kiện hay là sự kiện nhỏ hay là gia đình rất là ok. Đây tay mic này. Mày nhìn thấy chưa? Hơi hàn một chút này. Không sao cả, các bác đánh đi một chút là được. Đây. Tay mic giữ còn rất là đẹp nhá. Tay mic hầu như không xước thế nào. Tay mic nhiều của anh kia cũng thế, không xước còn thế nào. Hầu như không xước nhá. Các bác nhìn này. Đây, đầu thu đây. Đối với những dòng BBS như thế này thì nó có rất là nhiều mã. Và đây cũng thuộc dòng đời cao các bác nhé. Dòng đời cao mà em theo của bác khách hàng để bác đi đổi lên một bác đi đổi lên một bộ mic của DB. Đấy. Này. Sau đây trước nhé, các bác chỉnh âm lượng mic ở đây dùng rất là dễ dàng. Chiếc số 9 này em sẽ thanh lý với giá là 1.100.000 đồng nhé các bác nhé. 1.100.000 đồng. Bộ mic là UHF U1600. 1.100.000 đồng. Rồi ok, tiếp theo là một bộ mic nữa. Con này có còn hai bộ mic nữa. Một bộ mic còn nguyên hộp nha các bác nhá. Con này của chú mua được khoảng 6 tháng. Chú chia sẻ vậy. 6 tháng. Đây. Các bác nhìn thấy chưa? Dòng này thì nó ngang với Sua nhá. Sua UX29 là ngày xưa được bên em bán. Con này có phiên bản là phiên bản 4 dâu. Phiên bản 4 dâu. Đây. Chú mua được 6 tháng, dùng còn rất là mới nhá. Rất là mới. Con này hiện tại ở ngoài đang bán với giá là 2.8 triệu. Đấy là anh em đang bán ở ngoài là 2.8 triệu nha các bác nhé. Phiên bản này dùng rất là ok, rất là mới. Này, 4 dâu nhá, đời 4 dâu này. 4 anten này, bắt sóng rất là khỏe. Đấy, con này tiếng mic rất là bay nhá. Dùng ok phết các bác ạ. Nó khác biệt ở cái tay mic các bác ạ. Tay mic này thì em sẽ thử cho các bác xem. Này, các bác nhìn thấy chưa? Mặt đằng sau nhá. Đấy, đầu thu này không một tí xước nào luôn. Chiếc này chiếc số 10. Mic Sennheiser. Đây, Sennheiser. Sennheiser EWG5. Đây. Đây là tay mic này. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Tay mic nhá. Mở nó rất là xịn. Mở anh ấy. Rồi. Ok. Các bác nhìn nhá. Tay mic này. Đây, các bác nhá, cho pin này. Đấy, các bác có thể kéo này ra thôi. Cho mic, cho pin vào đây. Được chưa? Đấy. Con này có tính năng dày rất là hay mà em mới phát hiện ra. Các bác nhìn thấy chưa? Chỉ cần cho tay mic vào đây cái dùng nó rất là chuyên nghiệp. Và số nó sẽ hiện ở dưới nhá, phần màn hình ở dưới này. Phần con này các bác có thể bật tắt bằng cái nút nguồn ở dưới của tay mic này nhá. Nó nút power này. Con này là chú bị mua hớ với giá 9 triệu các bạn ạ. Mua hớ. Chú để trước chia sẻ. Con này chú đã đổi lên cả một cả hầu như là cả bộ dàn bên em. Đây, Sennheiser. Rất là mới, mới được có 1 tháng. 1 tháng hầu như là chả dùng. Đây. Rất là chuyên nghiệp, sâu sự kiện nhỏ. Đây. Con này này.
Đây phụ kiện nhá, phụ kiện rắc 6 ly này. Các bạn nhìn chưa, rất là xịn sò. Đó. Adapter nguồn này. Rất là mới. À, chiếc số 10 này em sẽ thanh lý với giá là 1 triệu 400 ngàn đồng nha các bạn nhé. 1 triệu 400 ngàn đồng. Mic Sennheiser EVK G5. Máy rất là chi tiết cho các bác. Hầu như nguyên đai nguyên kiện. Còn nguyên đai nguyên kiện nhé các bác nhé. Nguyên đai nguyên kiện. Còn đấy. Với giá là 1 triệu 400 ngàn đồng. Có như nào bán như vậy, có như nào nói như vậy. Không giấu giếm các bác một chút gì cả. Nói thật với các bác là vậy. Đối với nhà thanh lý em trả lời lãi được. Trả lời lãi gì cả. Chênh lên các bác một chút để cái hàng đóng hàng đây, chênh 1-200 ngàn. Đóng à. Lôi cái này đây. Chiếc số 10 nhá, 1 triệu 400 ngàn đồng. Rồi ok. Ở đây thì em có một bộ mic của DB Acoustic bản năm 2021. Bản 50 Plus. Con này vẫn còn rất là mới. Đây gọi là hàng mới nhá các bác nhá, hàng mới bên em. Mà em mới hôm nay dọn kho thì mới tìm ra thôi, mới tìm đây. Đây, còn nguyên dâu này. Tay mic này. Tay mic vẫn nguyên trong bọc nhá. Mới. Đây là hàng mới nha các bác nhá. Này. Bản này bản màu trắng các bác ạ. Bản màu trắng. DB350 Plus. Đối với cái bộ mic này thì em vẫn bảo hành cho các bác 2 năm luôn. 2 năm nhá. Bảo hành cho các bác 2 năm. Đấy, vẫn nguyên trong hộp này. Trong túi. Đối với hàng DB350 này thì cũng không cần phải quảng cáo nhiều, nói thật với các bác là thế. Tại vì rất nhiều đơn vị bán. Và cái thứ hai nữa đó là rất nhiều những anh em cũng đang dùng rồi, hay là các bác đang dùng rồi, thì các bác có thể cho một bình luận ở phía dưới giúp em nhé. Bộ này thì các bác mua mới với giá là 2 triệu 8. Còn hôm nay thì em thanh lý cho các bác còn duy nhất một bộ bản màu trắng nhé. Các bác bản màu trắng này em sẽ thanh lý với giá là 2 triệu đồng cho các bác nhé. Bảo hành 2 năm cho các bác. Đối với hàng thanh lý này, số 11 này, 2 triệu đồng. 2 triệu đồng nhá. Mic DB350 Plus. Đấy, nguyên hộp, nguyên đai nguyên kiện. 2 triệu đồng. Tiếp theo, đó là một chiếc đẩy Việt Nam. Này không? Đẩy Việt Nam nha các bác nhá. Hôm nay đặt một cái tên rất là sang. PV CS7200HZ. Con này cho ra công suất mỗi kênh là 700W một kênh nha các bác nhé. 700W một kênh. Đấy. 700W một kênh, rất là đắt. Con này sử dụng là hai nguồn tăng phô, mỗi kênh sử dụng một nguồn tăng phô rất là lớn. Đây. Trong một bản này con này chạy bao nhiêu sò thì em đếm nha các bác nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 13 là 26. 26 là tổng 52 sò các bác ạ. Đấy, trong đây chạy 52 sò và chạy tụ nguồn này 1 2 3 4 này, 5 6 7 8. Tổng là 16 tụ lọc nguồn nha các bác nhá. Và còn chưa tính cả những cái dòng sò thúc ở đây nữa. Dòng sò thúc nữa, 4 chiếc sò thúc nhá. À, con này đây. Đấy mặt đằng trước này. Ruột đây nhá. Đây, em quay ruột cho các bác này. Này sử dụng là có hai quạt tản nhiệt rõ đằng sau này. Đấy. Dòng đây. PV CS7200. Đây là mặt đằng sau đây. Ôi giời. Rất là nặng. Nặng quá. 7200 đây các bác có thể điều chỉnh được cả độ nhạy nữa. Đấy. Ít cái dòng đẩy Việt Nam nó có, nó điều chỉnh được cả độ nhạy này. Và cái thứ hai là các bác sử dụng được đây nó có hai đường là rắc kẹp và rắc truyền thống này và một đường cân đông ở đây nữa. Đấy. Một đường cắt súp ở đây nữa này. Cắt súp A và cắt súp B và điều chỉnh cả độ nhạy cắt súp ở đây. Rất ít những dòng đẩy trên thị trường nó có cái dòng này. Nha các bác nhá. Và chiếc đẩy này thì em sẽ thanh lý với giá là chiếc số 12 nhá, đẩy PV CS7200. Với giá là chiếc số 12 này với giá là 1 triệu 600 ngàn đồng nha các bác nhé. 1 triệu 600 ngàn đồng. Thanh lý rẻ cho các bác thôi. Hàng rất là rẻ. 1 triệu 600 ngàn đồng nha các bác nhé. Rồi ok. Tiếp theo đó là ở đây em có hai chiếc quản lý nguồn. Một chiếc quản lý nguồn giá rẻ và một chiếc quản lý nguồn đời cao các bác nhé. Thì em sẽ thanh lý chiếc quản lý nguồn này trước. Đầu tiên là một chiếc quản lý nguồn DBX VS
1030. Đấy, chiếc số 13. Đây. 1030 này. Mà đằng sau thì nó sử dụng là có 8 cổng. Đối với những các bác dùng quản lý nguồn này, em chia sẻ với các bác đó là đối với những quản lý nguồn ấy, cái cổng 8 này các bác luôn luôn cắm cho em ưu tiên ở cục đẩy trước này. Và nhà bác nào mà dùng xúc điện thì cắm xúc điện vào đây nhá. Một trong hai cổng này là các bác cắm cắm đẩy vào đây trước này, xong cắm xúc điện vào đây. Còn lại đằng sau các bác cắm thoải mái theo thứ, không cần theo thứ tự nhá. Chỉ cần quan trọng là hai con này trước. Đẩy này và chiếc xúc điện. Đấy, và con này nó sử dụng được cả cái dây tắt đằng sau nữa, các bác có thể nối vào đây. Chiếc này em thanh lý rẻ các bác thôi. Chiếc số 13 này thanh lý với các bác là giá là 700 ngàn thôi. Rất là rẻ. Rẻ mà, để cho các bác đi dùng. Chiếc số 13 này thanh lý với giá là 700 ngàn đồng. Rất là rẻ. Rồi ok. Đây là chiếc số 13. Và chiếc số 14 ở đây là một chiếc quản lý nguồn cao cấp của VTA Pro 802. Con này thì hiện tại là có ProSound này và Vinh Audio 77 độc quyền bán dòng sản phẩm này nhé. Vinh Audio 77 và ProSound đang bán nhé. Nếu các bác có thể lên kênh tra. Đấy, mã là VTA Pro 802. Quản lý nguồn cao cấp này. Con này thì các bác có thể chỉnh hoàn toàn đấy nhé. Các bác có thể chỉnh các cổng nó bật tắt theo thứ tự nhé. Ở đây nó có một màn hình này. Và thứ hai là chỗ này nó có một cái phím chỉnh này. Các bác có thể nhấn được. Các bác nghe này không? Đây, nút bật bật rất là xịn sò. Đây, trước là có hai lỗ. Đấy, các bác có thể chỉnh điện tử hoàn toàn nhé. Con này, riêng con này nó có cái phần cổng đấy. Nó có cái phần cổng các bác có thể chỉnh bật tắt theo dây. Ví dụ như là cổng 1, 2 dây, cổng 3 dây, 5 dây, tùy theo các bác nhé. Đấy, các bác có thể điều chỉnh được hết ở trên cái quản lý nguồn này. Rất là dài, con này rất là rộng. Đây, con mặt đằng sau đây, các bác nhìn này. Mang đầy đủ những chiếc quản lý nguồn cao cấp đây, sử dụng là 8 cổng. 8 cổng đằng sau này. Và nó có cái đường cả nối được cả, các bác có thể bật tắt được cả nối một cái dây điện nguồn nhỏ ở đây nhé. Các bác bật điện, tắt bên ngoài. Dùng vào nguồn RS232, quản lý nguồn rất là cao cấp. Mà bên ProSound và Vinh 77 đang bán. Thì con này em sẽ thanh lý rẻ cho các bác thôi. Hiện tại bên ngoài đang bán khoảng 3 triệu đồng thì phải. 3 triệu đồng. Thì con này chiếc số 14 này em sẽ thanh lý với giá là 1 triệu 500 ngàn đồng nha các bác nhé. 1 triệu 500 ngàn đồng nhá. 1 triệu 500 ngàn đồng chiếc số 14. Quản lý nguồn VTA Pro 802. 1 triệu 500 ngàn đồng. Rồi ok. Cho anh con nâng tiếng này vào trong cái chỗ kia coi. Rồi cái mấy cái bộ mic đấy, xả đây. Đây. Đấy. Rồi bây giờ thì đấy là xong quản lý nguồn nha các bác nhé. Và bây giờ là đến chiếc bàn mixer và cái quả súp. Thì ở đây là em có một chiếc bàn mixer của Nanomax. Con này thì của anh khách, anh nâng cấp lên một chiếc đẩy. À, một chiếc vang bên em, quên mất, một chiếc vang Nanomax này. Con này nó sử dụng là 1, 2, 3, 4 này. 12 line, tổng có 12 line các bác nhé. 12 line để các bác điều chỉnh, có thể cắm đàn này, cắm mic, dành cho anh em sự kiện mà đang cần dùng này. Mà cái thứ hai đó là con này nó có một cái chế độ đó là nâng này, chỉnh nhạc này, hay là chỉnh bát chép nữa. Ở trên cái phần có hai cần này giống như một con lọc đấy. Giống như ở trên con vang số đấy, các bác có thể chỉnh ở đây này. Đầu input vào này. Đấy, đường này led roi này cắm xuống đẩy này. Và cái cần gạt ở đây. Con này thì em ưu tiên cho các bác nào qua được cửa hàng nhé. Đầy đủ các chế độ như là effect đây. Đấy, bát trúng chép này, gain này. Gain điều chỉnh này. Đấy. Được chưa? Quay rất là chi tiết cho các bác nhé. Chiếc bàn mixer Nanomax này em thanh lý rẻ cho các bác thôi. Và giá là 1 triệu đồng, chiếc số 19 Nanomax. Đấy. Con này 12 line. Bàn mixer Nanomax với giá là 1 triệu đồng.
Và tiếp theo ở đây là một cái súp, súp điện bát 30, điện bát 30 trên số 20. Kéo ra một chút, kéo anh ra một chút đi, kéo anh cái này ra một chút này, tay lên. Rồi rồi rồi, đây nhá, con này, đây, con này có tên mã là Bose, Bose, mã đằng sau đây, Bose, AM, đây, em lật đây, các bác nhìn nó dễ, Bose, AM 1002 nhé, con này các bác điều chỉnh này, giữ cho anh này, giữ cho anh đi nhá. Thôi thôi thôi, chả cần nữa đâu. Đường vào thì các bác có thể cắm được đồng thời bằng đường hoa sen này, hay là cả đường bằng giắc kẹp này. Đấy, nút nguồn này, đường cầu nguồn này. Và con này nó có một cái cầu chì đây này, cầu chì chống cháy này. Đây các bác có thể gạt pha này, pha nữa trên này. Đấy, phần điều chỉnh cắt súp này, hay là âm lượng súp này. Và con súp này thì giống như một con súp hợp các bác, giống như súp hợp. Nó đánh ở dưới nhá. Này. Này. Này, súp này. Con này đánh tiếng rất là ok. Em đã test rồi. Boss có mã là AM22 1002. Thì chiếc boss này thì em có thanh lý rẻ cho các bác thôi, với giá là 1 triệu đồng nhá. Chiếc số 20 đây, thanh lý với giá là 1 triệu đồng. Boss. Đấy. Bên ngoài còn rất là đẹp nhé, dành cho anh em hay là các bác cần tham khảo hay là cần những mẫu súp mà rẻ để đánh nhạc cho êm tai thì các bác có thể tham khảo dòng mẫu súp này cho anh em. Chiếc số 20 này với giá là 1 triệu đồng. Rồi, ok. Đấy là bàn mixer này, đẩy đã xong. Và bây giờ đến loa nha các bác nhé. Thì ở đây thì em có một, thật ra là có hai đôi loa, nhưng mà đôi ở trên kia cũng có anh khách đặt mất rồi. Thì bây giờ là một đôi loa chính hãng của BMB nha các bác nhé. Đây, chính hãng của BMB có mã là CSD880SE nhé. Các bác mua mới thì nó rơi giá vào dao động khoảng 14-15 triệu đồng. Đấy, còn bãi thì nó rơi vào 7 triệu đến 8 triệu đó các bác nhé. Đây là hàng thanh lý, em thanh lý giúp bác khách thôi, phải bác nâng cấp lên mặt hàng bên em. Thì đây các bác, con này nó sử dụng là có hai chung hai chép. Đấy, sử dụng là 4 này, và sử dụng là từ kép nha các bác nhé. Đây, trên cái này các bác có thể nhìn thấy này, BMB CR2054301G 400W trainer 8 ohm. Thì đối với những cái hàng này đấy, đây các bác này, em cũng mở ruột ở đây để các bác tham khảo nó dễ này. Đấy, các bác mua hàng của BMB thì các bác để ý giúp em này. Thứ nhất là cái phần bát đấy, thì nó đầu tiên nó sẽ có hầu như những con loa nào ấy nó đều có hai dâu này. Đều có hai dâu này nhá. Và cái thứ hai đó là cái phần đệm của những con chép này thì nó sẽ hình in hình vuông ở đây nhá, đều có một cái tấm đệm này. Đấy, và bắt ốc và in ở đây là 8 ohm và made in China nhá. In China. Đây là bản dành cho Việt Nam nhá. Bản này là bản dành riêng cho khu vực ở Việt Nam. Max input là 1000W này, nhỏ nhất là 400W ở trực kháng 8 ohm này. CSD 800SE, nó còn rất là đẹp nhá, anh khách giữ gìn rất là tốt các bác ạ. Này, hầu như là không có chảy xước gì mấy. Con này nó thật là để bán bãi cũng bán được. Như thế, nhưng mà thôi, không tham. Đấy, BMB. Đây, em mở này, vẫn còn rất là đẹp nha các bác nhá. Bát chép vẫn còn rất là đẹp. Này, zin. Này có nguyên zin từ kép. Này, thùng quách đây. Đấy, thùng quách này. BMB CSD 800SE này, chiếc số 21 này em sẽ thanh lý với giá là 5.500.000 đồng cho các bác nhé. Thanh lý cho các bác với giá là 5.500.000 đồng.
Rồi ok. Và đấy là xong những mặt hàng thanh lý của các bác khách. Và bây giờ là em sẽ xả một ít mặt hàng ở đây dành cho các bác mà hay là anh em đang cần săn hàng trong trong một chiều ngày hôm nay. Em sẽ xả cho các bác. Ở đây thì em có 3 sản phẩm, là một là nâng tiếng này, hai là vang và ba là mic. Thì đầu tiên em sẽ xả cho các bác chiếc số 16 này, nâng tiếng Idol IP, Idol IP 300. Đấy, phiên bản của năm 2022 các bác nhé. Đây. Idol IP 300. Con này em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 1.100.000 đồng nhé các bác nhé. À 1.150.000 đồng, chiếc số 16 này, 1.150.000 đồng. Với những chiếc quản lý nguồn, à với những chiếc nâng tiếng này. Ở đây em chỉ có khoảng 3 chiếc thôi. Em thanh lý nốt cho các bác để dọn kho và để nhập lô mới này. Nhá. Chiếc số 16 này 1.150.000 đồng. Thanh lý xả kho. Idol IP 300 vẫn bảo hành 1 năm cho các bác bình thường nhé. Idol này 1.100.000 đồng. Rồi ok đấy em, bỏ cái này ra. Và tiếp theo ở đây đó là đến vang. Ở đây thì em có chiếc vang của DB Acoustic vang S500 2 la mã. Con này các bác chỉnh máy tính này, chỉnh bằng tay đều được nhá. Vang số gọi là vang số tầm trung này các bác, giá rất là rẻ cho các bác. Ở đây là em cũng dọn kho còn khoảng 5 chiếc, em cũng thanh lý xả nốt cho các bác với giá là 2.500.000 đồng nhé các bác nhé. Chứ là đánh bên em đánh số là 17, 2.500.000 đồng. Đấy, vẫn còn đầy đủ dây nguồn này, hay là dây để các bác chỉnh này, dây phần mềm này. Đây. Con này nó sử dụng là có 6 cổng nhé, có 6 cổng này, MR, ML, SUM này, Center này. Và có đầy đủ các chế độ như cổng quang, Bluetooth, AUX hay là USB, đầy đủ hết dành cho các bác nhé. Và các bác đang cần. Đấy, em sẽ xả cho các bác khoảng 5 chiếc với giá là 2.500.000 đồng. Chiếc số 17, 2.500.000 đồng. Rồi ok rồi em. Và tiếp theo ở đây là một bộ mic rất là quen thuộc, PSVK6, hàng nguyên thùng, vẫn còn rất là mới nhé. Và em sẽ xả nốt cho các bác, xả nốt cho các bác còn khoảng 3 chiếc nữa mic nhé. Này, cái dòng này thì bên em bán rất là nhiều, hay là anh em trên các kênh YouTube bán cũng rất là nhiều, thì các bác có thể tham khảo trên đấy. Thì chiếc này là phiên bản của năm 2022, thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 2.000.000 đồng nhé các bác nhé. Thanh lý với giá là 2.000.000 đồng bộ mic PSVK6. Con này thì các bác có thể sử dụng trong gia đình này, hay là sự kiện sâu nhỏ đều được nhé. Nhé, là những các bác nào đang dùng thì có thể cho em một bình luận ở phía dưới. Với giá là 2.000.000 đồng bộ mic PSVK6. Và em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm nhé, đối với cái dòng sản phẩm của PS Audio này. Đấy, chính hãng của PS Audio, PSVK6. Đó. Thanh lý sẽ xả cho các bác khoảng 3 chiếc nhé, với giá là 2.000.000 đồng mic PSVK6. Rồi ok. Đấy là một trong những dòng sản phẩm. Thứ nhất là thanh lý, và cái thứ hai là những mặt hàng mà em sẽ xả và gửi tới các bác trong buổi chiều ngày nay. Và ngoài ra thì bên cửa hàng Hiếu Minh vẫn còn rất nhiều những sản phẩm như là loa bãi cũng đã mới về, như là còn chưa kịp lên hình, như là EVK 330 nhá. EVK 330 này. Đấy. Loa Studio Master này. Hôm nào em sẽ có một clip quay riêng để gửi tới các bác. À, loa DK. Loa DK các loại VR10K nhá. À VK10R. 10R. Loa Guda này. Đấy. Loa B3X8i này. B3HF101 mà loa JBL. DK này. Và súp, thông báo với các bác là súp của TB ấy, cái dòng Bass 50 ấy cũng đã vừa mới về ở trong cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam. Và vừa rồi thì bên em có nợ đơn, các bác nào các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại hotline nhé, của miền Nam là 0982352313 để em trả đơn cho các bác nhé. Và loa TB
Đấy, TB bass 25. Ở đây thì còn khoảng một cặp nữa thôi. Còn khoảng một cặp nữa thôi nhé. Hai cặp thì cũng đã đi rồi. Loa TB bass 30, dòng bán đánh tiếng bass rất là sâu và đánh rất là lực, tiếng chép rất là sáng, có thể so sánh với những dòng chép neo như các bác nhé. Mà bên em vừa rồi cũng đã quay, và thứ hai là các bác cũng đang dùng thì có thể tham khảo và có thể cho một bình luận ở phía dưới kênh YouTube để các bác có thể tham khảo được rõ hơn. Và dòng loa HK12 nhá. À, ở đây em còn khoảng một đôi này. Thế này nhá, em sẽ xả cho các bác nhá. Một đôi loa HK này, em ơi. Đánh dấu giấy vào đây cho anh. Quên mất, còn một đôi loa HK còn nguyên thùng nguyên hộp nhá. Các bác nhìn này. Chưa phá ghim nhá. Nguyên thùng nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng rất là vui. Hôm nay thì chốt được bộ dàn nên em sẽ thanh lý cho các bác với giá gọi là tương đối hợp lý dành cho các bác. Cho anh cái bút ra đây. Bút dạ ra đây. Bút nào nó đẹp đẹp đi. Đây xem. Em sẽ thanh lý cho các bác với giá này. Giá rẻ bất ngờ cho các bác nhé. Rẻ bất ngờ này. Một con số các bác không thể tưởng tượng rồi. 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng nhá. Con này là chiếc số 22 cơ. 8.500.000 đồng. Một đôi loa này HK12. Ở đây em chỉ còn khoảng một đôi nữa. Thanh lý nốt cho các bác để thu hồi vốn. 8.500.000 đồng. Loa MOF HK12. Đấy. Hiện nay thanh lý luôn cho các bác thế. Xả. Nó cũng nguyên đại nguyên kiện nhá. Chưa bóc hộp. Rồi, một clip ngắn gọn để gửi tới các bác trong buổi chiều ngày hôm nay. Và em cũng xin kết thúc clip ở đây. Và ngoài ra thì các bác có thể cần nâng cấp những thiết bị karaoke này, hay là cần tư vấn về dòng vang, hay là tư vấn về loa, hay là đẩy gia đình, thì các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại hotline tại miền Nam. Có địa chỉ tại 48B Cư Xá Bà Điểm, quốc lộ 22, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại hotline là 0982 352 313. Và cơ sở ở ngoài Bắc thì có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Mà số điện thoại hotline là 0919182233. Và em xin kết thúc các bạn clip tại đây. Cảm ơn các bác đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam nhé.